Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 1268 QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia. Tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển thương mại biên giới. Hiện trung bình một ngày, cửa khẩu quốc tế Bờ Y có khoảng 50 phương tiện đến để thông quan hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, vật tư xây dựng, phân bón. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã phối hợp thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát người phương tiện với phương châm 3 tại chỗ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp lưu thông hàng hóa, không để ách tắc, ùn ứ gây hư hỏng hàng hóa. Nhờ đó, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y không những không bị sụt giảm mà còn tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 18.500 phương tiện vận tải đến cửa khẩu để thông quan hàng hóa, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 235 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 15,2% so với cùng kỳ năm 2020. Chi cục là luôn luôn tạo điều kiện 24/24, doanh nghiệp có những cái gì thì đều gọi điện thoại, bởi vì là dịch bệnh thì không có thể các cái đơn vị ở xe, cho nên là anh em cũng giám sát từng phương tiện và đồng thời rằng là thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất. Nếu các doanh nghiệp có còn vướng mắc những cái gì, anh em sẽ hỗ trợ về công tác thủ tục, giấy tờ cũng như là về phương tiện. Hàng hóa về tại cửa khẩu thì trong thời gian rất là sớm, chưa đầy 30 phút là đã tạo điều kiện thông quan cho hàng hóa rồi. Đó, thứ hai rồi có những cái vướng mắc như kiểu là hàng xe cổ đi qua lại thì tức là bên lực lượng hải quan là cũng đã rất tạo điều kiện hướng dẫn doanh nghiệp, cho nên cái vấn đề về dịch ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm về cái quá trình anh em kinh doanh. Tỉnh cũng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư phát triển hạ tầng biên giới, hỗ trợ thương nhân giới thiệu, quảng bá, phân phối hàng hóa và kết nối với thương nhân Campuchia, triển khai các hoạt động kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc nhập cảnh từ Campuchia qua Việt Nam và ngược lại đã tạm dừng hoạt động. Tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, hiện chỉ thực hiện công tác giám sát, hỗ trợ lưu thông đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu, vừa đảm bảo công tác phòng chống gian lận thương mại, mọi phương tiện khi đến đây sẽ được lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn, kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện, con người và hàng hóa. Đối với các tài xế, bắt buộc phải có giấy chứng nhận âm tính với dịch COVID-19 trong vòng 72 giờ. Tài xế người Lào, Campuchia có giấy chứng nhận tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 mới được phép tiến hành đổi tài. Công tác đổi tài, kiểm tra phương tiện, hàng hóa cũng được thực hiện đảm bảo khoảng cách an toàn đúng quy trình. Khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện chưa ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 nào. Bên biên hải quan là cũng như biên phòng là thực hiện cái chế độ là 5K, là phòng chống dịch. Đấy, cũng nhắc nhở anh em lái xe là thường xuyên là cái khẩu trang rồi cái giữ khoảng cách an toàn. Đấy, cho nên cái trường hợp hàng hóa rất là thuận lợi cũng như là đổ tài đổ đồ vậy. Chúng tôi đã đơn giản hóa những thủ tục giấy tờ. Ví dụ như việc đổi tài thì các doanh nghiệp sẽ đưa cái danh sách đổi tài vào trước, và giấy tờ của người tài xế, cán bộ biên phòng sẽ thực hiện đăng ký vào sổ và kiểm tra giấy tờ trước. Khi tài xế của Việt Nam vào đến cửa khẩu, chúng tôi chỉ kiểm tra sơ bộ người và hướng dẫn cho tài xế qua nhận xe tại barrier số 1 sau khi đã được phun khử khuẩn và kiểm tra kỹ càng. Thời gian qua, các ngành chức năng Kon Tum đã thực hiện các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân và cư dân biên giới của hai nước thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu trên cơ sở các quy định hiện hành, thực hiện có hiệu quả chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Kon Tum với các địa phương của Campuchia, tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, cửa khẩu. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cửa khẩu, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cửa khẩu Bờ Y, đây là cái không phải nói là một cái cửa khẩu thời kỳ tôi là đã mở rộng, đã thông con đường này rồi, mà xây dựng cái cửa khẩu này rồi, sau này tiếp tục hoàn chỉnh thêm. Thế nhưng mà phải nói là bây giờ lúc đầu thì là cái hàng hóa lưu thông thì chưa được nhiều, còn sau này á là các cái doanh nghiệp của Việt Nam mình á đã đi qua bên đó để phát triển về trồng cao su, để xây dựng các cái thủy điện, từ đó là cái hàng hóa là có cái lưu thông thì hàng hóa nó được nhiều hơn. Mà trong tương lai sắp tới đây, tôi nghĩ là nếu mà chúng ta là đây là cái thế mạnh là của Nga Ba,
ngã ba giữa Lào, Campuchia với Việt Nam mình biết phát huy và khai thác tốt vùng này thì có lẽ là cái tương lai là phát triển rất là tốt. Với những nỗ lực cố gắng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như hỗ trợ thông quan hàng hóa của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế.